vị và các bạn đang đến với chương trình Món ngon mỗi ngày. Anh Huy nè, có thấy là ngoài đường phố bây giờ rất là vui không? Có một cái dịp mà trẻ em rất là thích đó. Trẻ em thích hả? Hồi nhỏ thì anh rất là thích ngày Tết nè. Ngoài ra còn có ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6. Mà qua mất tiêu rồi, còn cái gì nữa ta? Còn một ngày Tết nữa, ngày Tết của thiếu nhi đó. Ngày Tết gì? À, Tết Trung Thu. Đúng rồi, chính xác. Anh ơi, em có nhận được lá thư của một vị khán giả nè, rất là dễ thương, đọc cho anh nghe nha. Rồi, em đọc thử coi. À, đây là thư của anh Thanh Quang ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gửi cho chương trình của mình. Trong thư anh viết là: thân gửi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, đầu tiên tôi xin thú thật là mình không biết làm bếp. Món mà tôi nấu ngon nhất là trứng chiên và trứng luộc, giống em hồi xưa đó. Nhưng từ khi theo dõi và thực hành theo chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, tay nghề bếp núc của tôi đã từng bước được nâng cao, đến nỗi bà xã và hai công chúa nhà tôi phải trầm trồ thán phục. Cái này là cảm ơn anh Huy với anh đầu bếp của chương trình đó. Sắp tới Tết Trung Thu rồi, tôi muốn nhờ chương trình giới thiệu một món thật ngon để hai bé, à không, ba bé. À, anh tính cả bà xã anh vô là ba bé, dễ thương á. À, để ba bé nhà tôi cùng thưởng thức với ánh trăng rằm nhé. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Đó, anh thấy chưa, anh Thanh Quang rất là vui tính. Vậy thì nhiệm vụ của anh rõ ràng rồi đó. Kính thưa quý vị, hôm nay là sắp đến Tết thiếu nhi rồi. Chúng ta sẽ tạo cho không khí hấp dẫn của các bé vào ngày Tết Trung Thu bằng một món ăn rất là ngon, hấp dẫn, và làm món nào để có thể cầm tay ăn được ha. Cầm tay ăn được. Vừa thổi vừa ăn, rất là ngon. Như vậy thì các bé rất là thích, phải không nè? Món gì vậy anh, bật mí liền đi. Được rồi, hôm nay anh sẽ giới thiệu cho Minh Châu và các cháu thiếu nhi một món ăn rất là ngon, có tên gọi là gà viên chiên. Để chế biến món này thì chúng ta cần có những nguyên liệu và gia vị sau: khoảng 300g thịt gà xay, một miếng bơ, hai quả trứng gà, ngò tây bằm, hành tây bằm, cà rốt, bột xù, bột mì, khoảng 150ml sữa, một số gia vị thông dụng, hạt nêm Azingon, và cuối cùng là sốt mayonnaise Lisa. Trước hết là chúng ta phải chuẩn bị phần làm sốt. Đây, anh cho bơ vô nha. Dạ. Chúng ta cho ngay hành tây vô. Dạ. Khoảng 2 muỗng. Nó bắt đầu vậy. 2 muỗng cà rốt. Đây, cà rốt anh đã băm nhuyễn như thế này. Chúng ta cứ xào lửa không cao quá nhưng cũng đừng nhỏ quá. Vào độ khoảng 2 phút. Thì công đoạn tiếp theo sẽ là cho khoảng 2 muỗng bột mì này vô các bạn. Đảo đều cho anh, đều tay, thật đều tay. Rồi bây giờ thì có thể giảm lửa một chút xíu. Dạ. Bởi vì sao? Bởi vì bột mì vô rất dễ bị khét. Ồ. Khi mà bột thơm hết rồi, chúng ta sẽ lần lượt cho từ từ sữa tươi này vô. Giảm lửa một chút xíu nữa em ơi. Dạ. Bây giờ thì được rồi đó em. Anh sẽ cho ra chén. Kính thưa quý vị, sau khi chúng ta xào xong phần nhân này, chúng ta sẽ giữ trong tủ lạnh để làm nguội cái nhân. Đây là cái chén anh đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho qua tô. Thịt gà anh bỏ ra luôn nè. Anh nêm với hạt nêm nè. Hạt nêm. Đây anh bỏ Azingon rải đều lên. Dạ. Tiêu nè. Xíu muối. Bỏ hết ngò tây này vô, khoảng một muỗng ngò tây vô. Đây anh sẽ cho mayonnaise Lisa vô luôn. Minh Châu tán đều hết lên. Trộn đều lên cho anh. Em trộn đều một chút xíu nữa, còn anh là đi đập cái trứng này ra. Trứng anh Huy sẽ đánh đều lên. Đánh ra tay hết luôn anh. Đúng rồi. Trước hết anh sẽ lấy cái dĩa này rắc một ít bột mì lên. Đây anh sẽ làm cho cái muỗng không dính trước nè. Bằng cách là cho vô nước. Dạ. Chúng ta sẽ cho cái nhân này áp đều hai cái muỗng lại với nhau. Sẽ tạo nên một cái hình. Đây. Hai tay làm đều nhau để ra một cái hình rất là đẹp nè. Tương tự như vậy, anh sẽ làm hết phần thịt này ha. Sau khi chúng ta dò viên hoặc là ra phần, những cái phần nhỏ đẹp như thế này, chúng ta sẽ rắc thêm một lớp bột mì nữa để tạo cái áo bên ngoài. Ở đây còn một điều nhỏ nữa anh muốn nhắc cho Minh Châu cũng như khán giả. Chúng ta sẽ lăn phần thịt gà viên này qua trứng, qua bột xù. Sau đó chúng ta cất vào tủ lạnh một chút xíu để những cái viên này nó định hình, nó hơi săn lại một chút xíu. Khi mà chúng ta chiên thì nó dễ dàng chiên hơn, nó không bị bể. Đây, cho qua bột xù nè. Rồi, rất là đẹp phải không? Dạ.
Dầu nóng rồi, anh chỉ cho vô từng viên vô chiên nữa thôi. Wow, bột xù bắt đầu nở bung ra nè. Đây đây, vàng lên rồi nè, vàng lên rồi nè. Chuẩn bị được rồi đó. Trước khi chúng ta hoàn tất gấp gà viên chiên ra khỏi chảo dầu này, chúng ta tăng lửa lên thật là cao để chi? Để dầu ở phía bên trong gà tống ra hết và gà không bị dính nhiều dầu quá. Đây, anh sẽ cho qua một cái dĩa trang trí đẹp rồi. Bây giờ để cho món ăn này ngon thì anh sẽ cho một ít sốt lên nè. Dạ. Đó, rất là ngon rồi. Còn đây là phần của em. Cảm ơn anh. Chưa em ơi, còn phải cho một ít sốt mayonnaise lên nữa, ăn mới ngon. Wow. Rồi. Rất nóng. Mặc dù rất là nóng nhưng mà chính vì như vậy mà càng làm cho nó ngon hơn đó anh Huy. Cái nhân ở bên trong của mình rất là đậm đà mà bên ngoài thì giòn rụm luôn. Cảm ơn Minh Châu rất nhiều. Trung thu không chỉ là ngày Tết của thiếu nhi mà còn là một dịp để tất cả chúng ta cùng quây quần bên những người thân yêu và chia sẻ tình cảm với mọi người xung quanh. Quý vị cũng đừng quên hãy chia sẻ tình cảm với lại Minh Châu và cả anh Huy nữa nhé. Cùng tất cả những người thực hiện chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Và hộp thư của chúng tôi là hộp thư số 1, Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Hoặc quý vị cũng có thể gọi điện thoại về số 061-882-6188. Đó là trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto. Còn bây giờ thì Minh Châu và anh Huy phải chào tạm biệt với tất cả quý vị rồi. Chúc các em thiếu nhi có một mùa Tết Trung thu thật là vui.